trong để dây pin lô bật thiên ca để lấy vạn bật thoa sóc và sát bạc cốm nâng lô ở nâng đây khang phung bà ba sóc và sát bạc cốm quạt cầm phung tại nòm khuyên khúc khất hao bị chiêu ra thác cầm phung tại trạc bàn này mà chẳng bỏ ôn bởi mất trong đăng thập bụng quạt trạc bàn đòi phùm đặt ngã nút xong bỏ ôn rong chăm sát đắp nè bỏ ra mến đi bà dùng tam sự đầy rì ca bị khai xin riêng bàn đại đăng thang miền rương ả sâu mùi ra bóng lục suy sàn và thiên ca lại vào bà thò sọc bà sát bà cốm nâng lục rãm cầm sàn màn trái phùm bà sọc bà sát bà cốm cầm bông trái tất băng khang rút ca tê sức phơ phòng xanh xanh chun bà chia bà rốt bà đòi đây na mình ở đây quát còn thạc đây nó cho bẹp con chỉ môi nâng bà sát bà sát tháng đây là bà sát tháng bà trái bà nì dây ập tới cứ còn thạc đây nó đây bà sát bà ni ni hai bà bị chia bà rốt còn thạc mình tay thằng pi nhạc nâng cầm bông tại trái băng bà rương rương rốt ca thơ lòng chẳng bị chia chốn còn tại sống ạ còn tại sống ta sống qua sông tìm trái phùm bá lê chẳng một trái phùm bá quạt quạt từ xu khang một trái khi quạt đại trường quạt đó chung một xuôi xa nó và thêm cả lại bạc thoa nó quạt từ xu thẳng mặt đấy đó mày đái cái xu khi đọc về chẳng khang khang ti khang phùm bá có tha ở đấy nó bị chia chun ao bẩn này bởi ao bẩn lắm đấy nó việc mình bẹp quan đấy thế mình bẹp quan đây chỉ mỗi bà sa đấy thế nên là bọn nó cứ ở miết này đấy và chẳng có khi do lôi từ tam tìm tia cam ca prom prin cái chỉ mỗi chiều bữa đó tới tam đầy tàu đầy thùng đang tới hay mà plong plong chắp đi rọp pon à bà rọp pon đô la chẳng hết ba bữa chiều bữa đó tham mình trai chẳng pin anh nâng cặp bông thật trai pan à chẳng sôm alo bật thiên ti bà bật thoa khét bà xem riệp hay nâng alo bật thiên ti càng sôi giọt đầy khét mệt ta mưa lô các vị phong bà lục rèn cầm sàn nâng được suy sàn và có thích vị đã mua được cái nghĩa sàn được cái nghĩa sàn cần pí ngày hay mà giang tiết p đại bậc chia bờ rót đại ắt lùi cây cỏ từ sông thơ phong đập bay bàn sứt cục rong mà trai chẳng pí đang tay đang dạy tháng đầy bằng mình đầy bằng bu vì cho pẹ pon chỉ môi nâng tí tăng phụ mật sát hàng khuẩn cái là tí tăng bạc quả chỉ mỗi bà sát đó này bà sát nó mới chán bà nếu sọc bà sát bạc con nếu mình tí tăng bà sát tui tui chán chân sát cái khuẩn dây bà khuẩn dây thà bán cứ bán khuẩn dây thà ớt ớt bất tế sân khăn lư đô la bờ dây đô la thờ bởi khuất khuẩn thà ớt bẹt quả tê ớt mình bạc quả chỉ mỗi đầy bọc rốt đầy bọc khăn khăn tí bạc thuật đá bia đi ở đây bà cứ ở miền biển bòn trong nâng hai bàn và chia bò rót mua chấm nuôn có tha bà xin chia thưa plong thưa ở bàn xóm xó bàn phơi được ở khnê tư công là na ở lưới lục tha biển bòn chấm mùi ở đây và xa bà hay nẹt nam miền lưới tha ở biển bòn thì ta vứt nẹt nẹt lá còn dễ cả tha miền kia nó chốt chưa chưa ở lại đây biển bòn đây người và xa đó làm bàn và ta buồn ngày ngày nó sao thơ mình bàn để sao ọt lùi hãy thơ bàn nâng kì lực hạt phò tha đây bẹp con chỉ môi nâng ti tua và xa đây chân tầng rồi còn nơi đây bẹp con được bèn băng ấy chân tầng nâng trẻ trẻ con dây hãy chìm xe khang lô phùm bá gọt bà cái khang vua nè bà mai gọt nó vua mà đại khói cả gọt thang trong và xa ọt trong cứ ọt trong này bần ta à vua ọt trong lắm cứ nè nó miền lối á miền lối áo cứ vua ọt trong này hay là nào ở miền núi thảo thường cá đấy đây trong ti tua và xa đây nơi trường và xa đi chân tư chẳng hơi ban được chia phố rốt con sản đồng bơ thật đó lục áp bạc hẹp có đôi chia đôi bạc thiên ti tiếng phí và người ta mơ một tay nạc rao phong và công khơi thật lại nâng ti tua ở bọc và xa thôi nơi chất trường và xa thôi nơi ta ao cái thương khlóng tiết gọt cả đai và dưỡng ca pia ở trong sản mặt bọc chiếc được ọc nia và bọc và xa cứ bọc xa bọc chiếc bà tới tới nó nên thải ra bà tới bà bắt bong hai miên plong tờ vĩnh rồi nơi chọc chương của sát hay miên plong ta ở lúc tu khó tơ giả mạch bà tới được ngày hàng mục
chăng sông lục suy sán bà bật thiết cả lại bập thó nâng lục rãi cầm sáng một trái phùm bà sọc bà sạp bà con nâng mẹ ta bà chà nà ai bàn mẹn tên công khơi ta bà cháu bê bàn bà giác ngay kéo kì cho sự kê tư bà chia chun bà có trình giấy ơi nè nà ọt lùi ai khót có thá bà bò đầy chư bà xa thì kì tư nè nà mình lùi thà ok ọt bà thì nâng rưu nâng kì mình bật nâng ấy ọt mẹ ấy chá chân thà lục chẳng bì nạn ấy phải bắn nà bà trời bắn lực khó hóa lục lục ở cái thư phong ở mà nét quá khuyên hay mà nét tiết nét viên điểm này thật thật bạc bò lọt mẹ thằng bạc thói á nàng ảnh chớ bí nãy nó kì chạp đáy khi nia sụp khúc khất khi nia chì bạc bò này bạc chạp đáy khi sợ lầm nè để nàm miên lưới ok để nàm ọt lưới nổ hay chung vinh bò là miên rằng ta lúc ở tông ai miên chụp bò là bằng thay mấy khá hết bạc 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 ọc côn lục chết ta tại bàn rêu rô bì rương kẹt tôn tôi đứng ra rùm lục dọc đây có cả trên nữ ban cầm ở sức đây thli ba nông chung vinh đồng bón cả thật bà sát than bà ba bà sát than nè bà đây thà vì chế đồng bón áp hệ đẹp bà sát ba bà hãy dương nơi cho chăm là lao tê cả đằng đây tệ tôn tình nâng rương chùm rông chùm ra nơi đồng bón áp sát luôn ba ba nơi đồng bón áp sát nơi nông khai xìm riệp tập đề hồng cố khuôn miên cả nơi chóng nè để tệ tôn từ nâng ca căn cấp đầy thli rưu cô ca rùm lúc dọc đầy thli nơi khu nông ở đồng bọn chung vinh đồng bọn áp hệ đẹp bà sát hình chứng nhưng tự lập màu vinh tệ tôn từ nâng cả rần này nơi sọc bà sát bà cầu nì bà hình chứng nhưng tự tu bán phô rùm miên bì bà chìa bà rốt nơi mù lực than quạt bàn bà đo mà oi thiện âm dương tha lục xuôi sàn chứ mùi nâng lục cầm sàn bà cũng tung tay chạp tay kia bỏ bớt nâu hay là mục của bò rọc xì muối đá ai tự tu ban liêm sạc đà và bị ca vọt về và nâng ca rút ca ai kia xa ban cầm sân đầy lý chung tự đào bóng bộ ôn bình chế bỏ rọt mùi dùm nuôn rưu có phải chỉ ai chi vừa có rưu có chung môn đầy mùi dùm nuôn để cho tư bẩn lòng luôn thưa chị bà chìa bà rốt hơi từ tình đầy nóng thưa chị cảm xích đá rưu có xong rắp lũ đâu bẩn tỏ bà. Do chồng mình hình chân thế chân khơi tha đồng bọn cái là bà sát thán đi bà sát thán đi cứ chứ đồng bọn để chị cảm xích đá bỏ rốt hơi chứ đồng bọn để trở áp hệ rẽ bình rốt dư miên bà sát bà rán chị trở nơi tình đồ và mình bên trong tay bà sát bà côn thế nơi đồng bọn các bài nó có chuyện đồng bọn mỗi đại kia thư cả phía rẽ hơi có không biên là nà ai từ bà bà bán này bà bà bú viết tệ tôn tôi nâng đồng lấy bê tệ phóng bà viết tệ tôn tôi đồng lấy vắp bà thố nâng ai rẻ thố bà khóc chữ dù mà hồi hay dương thơ tài rẽ xa vì đầm bầy ấy đầm bầy xâm rách nó cô đã tích cho hà lộn bà dục bà nhưng chẳng dương vân bà tụ càng sông tôi lựa nhà thơ đấy bê khắc có dương thơ anh ta bà chia bà rốt nâng có bà đại đăng tha đồng bón lúc chưa đồng bón áp hệ rẽ rưu cơ chưa đồng bón đại kê trơ ca bìa không có khăn đầy ca mà sất là bỏ rộn quất nơi ta châu tơ rù nử đào bổng biến bà rưu cơ rù nử chẳng tới quất tiêm tia ca mà sất bà tụ bây chìa rọt ạc nhà bình dô bà quất tha quất mần ác từ tu ban nước đây cam mà sất hay phong rắn từ nước đây từ nước bàn tê có phần tay cả này khá hợp quá bắt đầu xăm và tiến ao y ruột nơi bần đỏ sẵn bà ruột nơi bần đỏ sẵn tái nơi phê đài rốt thơ ca vĩnh rốt miên sất đỏ hốt dọc vĩnh dọc thơ pra prác nơi khốn cố đà nà mùi phần tay tình tân nâng nâng a nhà thơ mua thắng quất đăng hời thà đây nâng cứ chết đây rồi bỏ rốt phần tay ở vây đài dương hô chất cứ quất hiên bổng biên bà đại quan hiên bổng biên sung cửa lông chỉ muốn là chỉ có chỉ muốn đầy thí rồi có cầm cua sa và chỉ bỏ loạn một chút nút đá từ lúc đô qua với tinh đô đầy nừng bà chồng ngất nữa đại dương thà vì chỉ rưỡi mũi đại rụng lốp bổng biên từ lời chữ bạc để sống hơi cua tay ạ nhà thô độ luôn trần bây giờ vậy để bẹp con từ nâng cọ ở đây lùm lốp bổng biên lùm mưa chữ bạc bạc đi và
ខ្ញុំគាត់ថាសង្កេតឃើញច្រើនណាស់ករណីដែលមានរឿងតាក់ទងទៅនឹងការខុបខិតរបស់អាជ្ញាធរជាមួយនឹងឈ្មោះដីរំលោភបំពានទៅលើដីវត្តបាទបាទមានករណីច្រើនណាស់ទូទាំងប្រទេសហើយយើងឃើញជាក់ជាក់ស្ដែងតែម្ដងគឺថាគាត់ហ៊ានបំពានធ្វើនឹងគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់តែម្ដងបាទគាត់មិនបានគិតថាវាជាវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋវាជាតំបន់មួយដែលត្រូវអភិរក្សហើយយើងគួរតែចូលរួមក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរជួយការពារជួយថែរក្សាតំបន់នោះឲ្យបានគង់វង្សសម្រាប់ប្រជាជាតិប៉ុន្តែខ្ញុំសោកស្ដាយណាក្នុងហើយក្នុងនាមទីធានអឹមសោកស្ដាយនៅពេលដែលជាប្រវត្តិគាត់បានផ្ដល់ព័ត៌មានមកហើយយើងចុះទៅសង្កេតមើលឃើញទស្សនភាពអស់ហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលថាវាអាក្រក់មើលណាស់បាទដែលអាជ្ញាធរទៅខុបខិតជាមួយនឹងឈ្មោះដីធ្លីលក់ដូរដីរបស់រដ្ឋដោះដូរវោហវែងយកលុយតាមតែអង្គើចិត្តលោកពុនយុគឺជារឿងមួយដែរអាម៉ាស់ណាស់បាទហ្នឹងហើយតាមពិតទៅលោកស៊ុយសានគាត់ជាប្រធានការឡាយវប្បធម៌គាត់ត្រូវតែមានចំណែកតែម្ដងក្នុងការការពារទ្រព្យសម្បត្តិជាបេតិកភណ្ឌរបស់ជាតិយើងបាទជាពិសេសទីទួលឬក៏ដីគេថាដីប្រាសាទបុរាណដ្ឋានអញ្ចឹងណាឬក៏បុរាណដ្ឋានអញ្ចឹងទៅគឺថាឲ្យតែពាក់ព័ន្ធគឺអស់លោកដាច់ខាតកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់គ្រប់គ្រងបានប៉ុន្តែបើគាត់អាស្រ័យផលអីលើនឹងឲ្យគាត់អាស្រ័យផលវាអត់បញ្ញាទេព្រោះថាជាដីរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងបើសិនបើលោកចេញប្លង់ឲ្យអញ្ចឹងដោយមន្ត្រីភូមិបាលអញ្ចឹងលោករ៉ែនកំសានអញ្ចឹងគាត់អ្នកវាស់វែងគាត់ដឹងថាកន្លែងណាជាដីបុរាណដ្ឋានកន្លែងណាដែលជាដីមិនប៉ះពាល់គាត់ដឹងតែបាទប៉ុន្តែដល់គាត់ដឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ពីរនាក់នេះគាត់សុំកលុំគ្នាម្នាក់អ្នកវងម្នាក់អ្នកថាំអូខេអត់ប៉ះពាល់ទេអញ្ចឹងក៏ខាងភូមិបាលគេចេញគេធ្វើរៀបចំបែបបត់ធ្វើប្លង់ឲ្យនឹងហើយអញ្ចឹងបានថាសូមអស់លោកកុំសម្លឹងឃើញតែប្រយោជន៍ឲ្យគិតគូរពីផលប្រយោជន៍ជាតិផងព្រោះថាទីតាំងកន្លែងនោះថ្ងៃក្រោយរត់អាចយកទៅធ្វើជាតំបន់មួយដើម្បីនាំទេសចរទៅមើលតំបន់នោះបាទគេហៅថាឧស្សាហកម្មអត់ផ្សាយបាទបាទអញ្ចឹងស្រូបទេសចរទៅមើលបានច្រើនហើយចុះបើសិនជាលោកឲ្យគេធ្វើប្លង់ថ្ងៃក្រោយគេប្តឹងអ្នកធ្វើប្លង់នឹងហើយព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានមកគឺដោយសារអស់លោកយកលុយគេអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយតែអង្គភាពប្រឆាំងពើពលួយសើថាបាននឹងដីកន្លែងនឹងមិនបានត្រូវធ្វើឲ្យគេហើយប្រជាជននិយាយខ្ញុំអស់ប៉ុណ្ណេះខ្ញុំអស់ប៉ុណ្ណោះអានឹងថ្ងៃក្រោយប្រកាសជាប់តែហើយបាទអញ្ចឹងសូមលោកពិចារណាផងក្រៃថាំទូទូធី NM មិនបានត្រាប់មុនបាទលោកគិតវិញបាទលើបញ្ហាដីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយទីទួលប្រាសាទបុរាណដ្ឋាននេះបាទឬក៏ដីបុរាណដ្ឋាននេះបាទសូមលោកមើលផងបាទកុំមើលឃើញតែប្រាក់ពេកបាទប្រយ័ត្នថ្ងៃក្រោយព្រោះធម្មតាទេណាគេថាសម្មោលអន្ទូលតាមប្រាណលោកធ្វើល្អបានល្អលោកធ្វើអាក្រក់ទទួលបានផលរងហើយចឹងសូមលោកភ្ញាក់រលឹកឡើងវិញបាទព្រោះថាលុយលោកអាចយកទៅចាយបានមួយផ្លែតប៉ុន្តែពេលដែលយើងមានទោសមានតន់ទៅជាប់គុកជាប់ច្បាប់ទៅក្រុមគូសាប្រពន្ធកូននឹងគេឈ្មោះវាខូចអស់លេងហ្មងបាទអញ្ចឹងបើចង់រក្សាគេឈ្មោះទៅតែរក្សាដីគេបរាណហ្នឹងផងគេបរាណដូនតាគេបរាណដូនតាយើងបានគាត់បន្សល់ទុកមកបាទព្រោះថាកន្លែងនោះគេបានបែងចែកច្បាស់គេមានដែនកំណត់របស់គេបាទកំណត់កន្លែងណាគេដីបុរាណដ្ឋានកន្លែងណាគឺដីអត់ប៉ះពាល់គឺមានបានកំណត់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងសូមឲ្យលោកកន្លែងភូមិបាលលោកច្អល់ប្រហែលច្បាស់លាស់ទៅកន្លែងណាអត់ពាក់ព័ន្ធចាំធ្វើប្លង់ឲ្យគេកន្លែងណាពាក់ព័ន្ធលោកប្រាប់មន្ត្រីជាពិសេសលោកកន្លែងវប្បធម៌លោកដឹងតើកន្លែងណាមានដីបុរាណដ្ឋានកន្លែងណាអត់លោកដឹងឬអីលោកនៅតែបំពេញបាទបើថាលោកនៅតែបំពេញលោកបន្តទៀតទៅបើថាលោកមិនខ្លាចអីនោះលោកបន្តទៀតចុះ